Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thi hành luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thi hành thời gian qua và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên. 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã quán triệt nội dung, phổ biến sâu rộng luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến cán bộ làm công tác mặt trận và các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào cuộc sống. Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn mối quan hệ giữa chính quyền với mặt trận, sự tín nhiệm của người dân với mặt trận các cấp được khẳng định. Mặt trận là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Vinh ghi nhận những kết quả mặt trận các cấp đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế bất cập trong thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như công tác phối hợp giữa chính quyền và các thành viên mặt trận có lúc có nơi chưa chặt chẽ. Việc chỉ đạo giải quyết kiến nghị của mặt trận sau giám sát còn chậm. Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Vinh đề nghị Mặt trận thành phố tiếp tục quán triệt đội ngũ cán bộ thực hiện nghiêm luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Mặt trận các cấp cần phát huy hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, thực hiện hiệu quả vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.